Cụ thể, từ nay đến hết ngày 25 tháng 5, khi mua sắm tại đây với hóa đơn cộng gộp từ 1,5 triệu đồng trở lên, trong đó có ít nhất 200.000 đồng sản phẩm là hàng nhãn riêng của Co-op, khách hàng sẽ nhận ngay những phần quà tương ứng như nước mắm, gạo. Và thời gian đổi quà cho chương trình này sẽ bắt đầu từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 5 tại Co-op Gò Dưa. Bên cạnh đó, các nhãn hàng như Unilever cũng sẽ có những phần quà hấp dẫn dành tặng khách hàng. Đặc biệt, trong thời gian này, các sản phẩm thịt heo tươi sống tại Co-op Gò Dưa cũng sẽ được giảm giá 10%. Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây tươi ngon, tăng thêm hương vị cho bữa cơm gia đình cũng sẽ được áp dụng mức ưu đãi giảm giá từ 15 đến 20%.